Các bạn thân mến, tình yêu thì xuất phát từ cảm xúc, nên không khó để có thể thấy được rằng một người đàn ông lại đi yêu một người phụ nữ hơn tuổi mình. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải chấp nhận một sự thật rằng việc tán tỉnh những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình có thể sẽ có một chút khó khăn hơn. Và nếu như điều này xảy ra với bạn, thì hãy cùng với chúng tôi chia sẻ trong video về ngày hôm nay. Đó là với chủ đề những cách nhắn tin, những cách tán tỉnh người phụ nữ lớn tuổi mà khiến cho người phụ nữ ấy đổ gục không lối thoát. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ ngay sau đây nhé. Câu hỏi đầu tiên chắc chắn và là chủ đề chính của chúng ta, đó chính là làm thế nào để tán đổ các chị gái đây. Điều đầu tiên là chúng ta sẽ phải thấu hiểu tâm lý của các chị em đã. Hãy thể hiện sự quan tâm là điều đầu tiên để mà tán đổ người phụ nữ. Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng vẫn cần sự quan tâm, họ còn muốn tỏ tình cả đời cơ. Khi mà nhìn vào các chàng phi công thì thông thường các cô nàng hay có những định kiến nhất định, bởi vì họ cho rằng đối phương thiếu tinh tế và không có trách nhiệm chăm sóc người khác. Vì vậy mà tất cả những gì bạn làm đó là chứng minh cho cô ấy thấy rằng bạn không phải là người đàn ông như vậy. Điều này sẽ được thể hiện qua hành vi đơn giản và tinh tế. Đầu tiên là hãy quan sát và nhận ra thói quen và sở thích của người phụ nữ này. Ví dụ như là bạn có thể đề nghị nấu những món ăn yêu thích của cô ấy. Hãy chứng minh mình là một người lớn. Nếu như bạn đang đứng trước một cô gái hơn tuổi thì đừng thiếu tự tin. Điều này khiến cho cô ấy cảm thấy bạn chẳng khác gì một đứa trẻ con cả. Vắt mũi chưa sạch mà dám tán chị à? Bạn cho cô ấy thấy bạn là một người trưởng thành, một người đàn ông tự tụ. Bạn cần thể hiện lòng dũng cảm và chịu trách nhiệm về mối quan hệ của mình, chín chắn trong cách ăn mặc này, lời nói, suy nghĩ và thái độ. Nếu không thì mọi người sẽ nhìn bạn như là một đôi đũa lệch. Cô ấy cũng sẽ thấy rằng bạn đang đùa giỡn và không nghiêm túc trong mối quan hệ này. Thứ nữa là hãy thể hiện sự tế nhị và sự tinh tế. Khi yêu một người hơn tuổi thì chắc chắn bạn sẽ bị trêu chọc rất nhiều bởi bạn bè mình, và cô ấy sẽ nhận ra điều đó khi mà hai bạn hẹn hò công khai. Trong trường hợp này, sự nhạy cảm và tế nhị của bạn là điều rất cần thiết để giúp bạn vượt qua sự mặc cảm và tự tin yêu người phụ nữ này. Cũng đừng quá chú ý đến vấn đề xưng hô chị em hay anh em. Xét cho cùng thì cách mà các bạn gọi nhau cũng chỉ là một cách giao tiếp thôi. Vì vậy cũng đừng quá coi trọng và áp lực việc này, nó sẽ khiến bạn bỏ lỡ đi rất nhiều điều đấy. Trong giai đoạn tán tỉnh phụ nữ hơn tuổi, hãy cứ dùng cái cách mà các bạn cảm thấy tự nhiên nhất để xưng hô với nhau. Thi thoảng cao hứng muốn đổi thì cứ tự nhiên đổi, có thể là xưng tên cá nhân này, hoặc là gọi chị xưng là em cũng không sao cả, chỉ là cách chúng ta gọi nhau thôi. Mục đích ở đây là chúng ta chinh phục được người phụ nữ này, chứ đâu phải mục đích là để chúng ta gọi nhau bằng từ gì đâu. Hãy chứng minh cho người phụ nữ này thấy mình cũng có sự nghiệp riêng, cũng có sự nghiệp vững chắc. Một người phụ nữ trưởng thành thì sẽ không dám yêu một người không có sự nghiệp. Tất nhiên, khi bạn còn trẻ và sự nghiệp không bằng cô ấy, điều đó dễ khiến các cô nàng nghĩ rằng bạn đang tìm đến họ chỉ vì muốn tìm kiếm một sugar mommy cho mình, tức là một người phụ nữ bao nuôi. Hãy chứng minh điều đó với cô ấy bằng cách có một sự nghiệp rực rỡ và vững chắc, đồng thời khiến cho người phụ nữ cảm thấy có thể tin tưởng vào bạn thay vì phải dựa dẫm vào các sugar daddy. Nếu như bạn không có sự nghiệp thì hãy thể hiện mình là người thành đạt và ít nhất là có tiềm năng, có năng lực để thể hiện, để thực hiện được những ước mơ, những công việc trong cuộc sống. Bạn có một tương lai tươi sáng và có thể bảo vệ được cô ấy, chứ không phải bạn đến với cô ấy là để bám víu vào váy đàn bà. Hãy tôn trọng người phụ nữ này trong mọi hoàn cảnh cũng là một trong những bí kíp quan trọng. Một phần quan trọng của việc tán tỉnh những cô gái lớn tuổi là phải tôn trọng cô ấy. Ngay cả trong bất cứ một mối quan hệ nào, việc trở nên quan trọng sẽ khiến cho đối phương cảm thấy thoải mái hơn là với chính họ. Chính vì vậy, phụ nữ lớn tuổi đặc biệt là phải coi trọng sự tôn trọng đối với cô đấy các bạn nhé. Lưu ý nữa là hãy xen kẽ sự lãng mạn và sự trẻ trung. Tâm lý của các cô gái rất là phức tạp. Họ không chỉ muốn có một người lớn tuổi hơn mình, vững chắc hơn như chúng tôi vừa chia sẻ đâu, một người vững chắc để dựa vào. Thế nhưng ngược lại, họ cũng lại thích những chàng trai trẻ trung và hài hước. Chính vì vậy mà ngoài việc chứng tỏ bạn là một người đàn ông trưởng thành thì còn phải duy trì được sự trẻ trung năng động nữa. Cô sẽ thấy bạn hấp dẫn theo cái cách mà những người đàn ông lớn tuổi không có. Vậy thì đâu là những cách nhắn tin, những câu nói thả thính khiến cho phụ nữ lớn tuổi chỉ có dụ ầm ầm? Và dưới đây là một vài những tin nhắn gửi đến những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình, tỷ lệ chỉ có thành công 100%. Có thể mồm thì nói không thích, hoặc mồm thì bảo các bạn đang sáo rỗng, nhưng trong tâm can thì
100%, không có người phụ nữ nào không cảm thấy thích thú khi mà được những chàng trai trẻ nhắn cho những từ như thế này. Ví dụ như là: trong những đường cong trên cơ thể của chị, em thích nụ cười của chị nhất. Ngày hôm nay của em rất tệ. Mãi đến khi nhắn tin với chị, em mới thấy đỡ hơn một chút. Nếu em là con bạch tuộc, thì cả ba trái tim của em đều thuộc về chị. Em được tung hết rồi. Không có từ nào trong từ điển diễn tả hết được vẻ đẹp của chị cả. Cho em xin một tấm ảnh với. Em muốn chứng minh cho lũ bạn em thấy thiên thần là có thật, duyên dáng, thông minh, đẹp trai. Đó là tất cả những gì về em. Nói thêm cho em biết vài điều về chị đi. Chị là Google à? Sao cái gì chị cũng biết đấy. Hôm nay trông chị thật đẹp. Hôm nay em không gặp chị, nhưng em biết ngày nào chị cũng đẹp. Em biết điều đó rất khó khăn, nhưng mà thôi, đừng có nghĩ về em nữa nhá. Hát hơi mãi em mệt quá. Chị có bị đau không? Ý em là lúc mà chị rơi từ trên thiên đàng xuống ấy. Hôm ấy là một ngày trời rất đẹp, nên không đẹp bằng chị. Em muốn mình là lý do khiến chị nhìn vào điện thoại và mỉm cười mỗi ngày. Điểm yếu à? Điểm yếu của em chính là chị. Một điểm yếu mà em không bao giờ muốn cải thiện. Chị có khỏe wifi không? Sao cứ nhìn thấy chị là em muốn kết nối. Nếu như vẻ ngoài của ai đó có thể giết người, thì chị sẽ là vũ khí giết người hàng loạt. Em đang xem một bộ phim để bớt nhớ nhung về chị. Phim đó có tên là Nhiệm vụ bất khả thi. Không người phụ nữ nào có thể cạnh em với chị. Em mong chị hiểu điều đó. Nụ cười của chị có thể thắp sáng cả cái thành phố này mất. Bất kể có bao nhiêu mây mù, chị đi đến đâu, nắng cũng theo đến đó. Em nghĩ mình cần hẹn hò ngay lập tức. Em sẽ đến đón chị vào lúc 7 giờ tối nhé. Hai đứa mình chỉ là bạn, chính là điều vô lý nhất trên cái thế giới này. Mỗi lần nhìn thấy chị cười, em lại tan chảy đi một ít. Cố lên cô gái, chị sắp có được em rồi đấy. Mọi thứ trong cuộc sống của em đều hỗn loạn. Chỉ có chị là điều duy nhất có ý nghĩa. Và vân vân vẫn còn vô số những câu nói thả tính khác mà tôi tin rằng với trí thông minh và tưởng tượng, cũng như là với một tâm hồn tán tỉnh của các bạn, thì các bạn cũng sẽ có thể thả thính được người phụ nữ. Và để mà nói văn mẫu những câu này thì nó là vô cùng. Thế nhưng sẽ có một số điều nên và điều không nên khi tán người phụ nữ lớn tuổi mà chúng tôi muốn vạch ra cho bạn. Sẽ dễ dàng tỏ tình với một cô gái hơn tuổi nếu như bạn kiên nhẫn và nắm vững tâm lý, nắm vững tính cách của cô ấy. Ngoài ra có một số điều mà bạn không thể bỏ qua, bởi vì nó thực sự ảnh hưởng lớn đến quá trình chinh phục trái tim người phụ nữ này. Hãy cùng với chúng tôi điểm qua một vài điều nhé. Thứ nhất là đừng bao giờ coi họ là những bà già. Phụ nữ thì không bao giờ muốn nghĩ là mình già cả, thế nên đừng bao giờ ngu ngốc mà chạm vào cái điểm nhạy cảm này bên trong họ. Cũng đừng bao giờ nghĩ rằng họ đã quá già, bởi vì phụ nữ thì dù bao nhiêu tuổi, nhưng trong tình yêu vẫn luôn mềm yếu và luôn cần một bờ vai để che chở. Nếu như bạn muốn chinh phục họ, hãy là một người đàn ông bản lĩnh và chuẩn bị trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Đừng ám ảnh quá lớn việc cô đấy là một người phụ nữ đã hơn tuổi mình. Lưu ý thứ hai khi mà tán tỉnh một người phụ nữ hơn tuổi, đó là hãy kiên trì vượt qua những thử thách của cô ấy. Phụ nữ hơn tuổi họ rất cẩn trọng trong mối quan hệ của mình, đặc biệt là chuyện tình cảm, nên có thể là cô ấy sẽ bày ra nhiều tình huống để thử độ chân thành và độ kiên trì của bạn. Nếu như muốn chiếm được trái tim của nàng thì không còn cách nào khác, đó là bạn phải luôn bình tĩnh, tìm cách gần gũi với cô ấy một cách chậm mà chắc. Nếu như bạn thực sự muốn cô ấy trở thành một phụ nữ trong đời mình, thì việc dành thời gian lắng nghe những gì mà cô ấy nói là một điều nên làm. Hãy cố gắng kiên trì vượt qua thử thách của cô ấy nhé. Một vài những quy tắc hẹn hò với người phụ nữ lớn tuổi như sau này. Lý do mà số 1 khiến cho đàn ông trẻ tuổi được người phụ nữ lớn tuổi chú ý chính là bởi vẻ trẻ trung, sự nhiệt tình, lạc quan và tràn đầy năng lượng của các anh. Ưu điểm này đôi khi có thể biến thành nhược điểm nếu như bạn không biết cách kiềm chế phần trẻ con của mình. Cách tốt nhất để chinh phục phụ nữ hơn tuổi đó là phải lên kế hoạch, thể hiện được sự bất ngờ nhưng cũng vẫn phải cẩn trọng. Dù không muốn nhưng mà bạn cũng phải chấp nhận một sự thật rằng những người phụ nữ hơn tuổi thì họ có nhiều kinh nghiệm hơn bạn, kể cả trong cuộc sống và trong tình yêu. Cô ấy sẽ dễ dàng nhận ra mong muốn của bạn. Vì vậy, một nguyên tắc quan trọng khi hẹn hò với người phụ nữ này đó là phải luôn khiêm tốn và phải trung thực. Đừng bao giờ nghĩ rằng phụ nữ lớn tuổi kém lãng mạn hơn các cô gái tuổi teen nhé. Là phụ nữ thì ai cũng muốn được nâng niu, ai cũng muốn được chiều chuộng, ai cũng muốn được coi mình như công chúa. Mời cô ấy đi ăn tối trong một nhà hàng dưới ánh nến sẽ giúp bạn gần gũi với cô ấy hơn rất nhiều đấy. Vừa rồi là những lưu ý và một vài những tip nhỏ mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn
Nếu bạn là một chàng phi công và muốn lái máy bay thì cũng nên xem xét và có thể chia sẻ với chúng tôi một vài những kinh nghiệm hơn, sự kiên nhẫn và thấu hiểu trong cách nhắn tin với người phụ nữ hơn tuổi sẽ giúp bạn dễ dàng chiếm được trái tim của cô ấy. Chúc cho các bạn sớm thành công và có được người phụ nữ mà mình mong muốn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Hy vọng rằng với những lời chia sẻ này đang giúp bạn đạt được mục đích của mình trong mối quan hệ sắp tới. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa các anh chị, thưa các bạn, nếu như phụ nữ may mắn được tạo hóa ban cho những đường cong gợi cảm làm nên nét quyến rũ riêng của phái đẹp, khiến cho đàn ông không thể rời mắt, thì phái mạnh cũng có những điểm gì ở hình thể quấn hút được phụ nữ nhỉ? Cũng chẳng thiệt thòi gì cho các anh đâu. Đối với phụ nữ mà nói thì có rất nhiều vùng trên cơ thể của nam giới cũng khiến cho họ bị thu hút. Không chỉ tạo ra cảm giác gợi cảm đối với phái đẹp, những vùng hấp dẫn này còn cho thấy sự khác biệt về giới cũng như là mang lại cảm giác mạnh mẽ, an toàn và đáng tin cậy nữa. Cùng tìm hiểu và suy ngẫm xem có đúng như vậy không cả nhà nhé. Phụ nữ thích nhìn bộ phận nào nhất của đàn ông? Nhất định phải biết điều này sớm. Nếu như đàn ông bị thu hút bởi vòng ngực căng mọng hay vòng ba to tròn hay đôi chân thon dài của phụ nữ, thì với chị em phụ nữ có rất nhiều vùng trên cơ thể nam giới khiến họ bị thu hút. Không chỉ mang lại cảm giác gợi cảm cho phụ nữ mà chúng còn cho thấy sự khác biệt về giới cũng như mang lại cảm giác mạnh mẽ, an toàn và đáng tin cậy, muốn được động chạm vào. Dưới đây là top 6 vùng cơ thể phụ nữ thích nhìn nhất. Thứ nhất, đôi môi gợi cảm. Một đôi môi gợi cảm cũng cực kỳ thu hút phụ nữ. Chúng cho thấy anh em là người biết hôn giỏi và có khả năng phỏng the đáng nể. Điều này sẽ khiến nàng thích ngắm nhìn và muốn hôn bạn nhiều hơn. Do đó, đôi môi cần được chăm sóc. Nam giới hãy đảm bảo rằng đó không phải là một đôi môi xỉn màu, nứt nẻ và bong chóc. Hãy bồi kèm dưỡng, đặc biệt là trong mùa đông này nhé. Thứ hai, bờ vai rộng. Bờ vai rộng cũng là một điểm khác biệt giới, thể hiện sự mạnh mẽ của người đàn ông. Bờ vai càng rộng càng thu hút phụ nữ, bởi chúng thể hiện bản năng che chở, bảo vệ và sự an toàn của một người đàn ông. Phụ nữ thường thích một người đàn ông có bờ vai rộng với đường nét góc cạnh. Bờ vai rộng là biểu tượng của sự mạnh mẽ và nam tính, đồng thời tạo cho phụ nữ cảm giác về một người đàn ông khỏe mạnh, lực lưỡng. Một phụ nữ tâm sự: "Tôi rất thích ngắm nhìn đàn ông cử động bờ vai của họ. Khi ấy, tôi có thể nhìn thấy những đường nét cơ thể của anh ấy hết sức rõ ràng." Một phụ nữ khác viết: "Khi trườn tay qua những bờ vai rộng, tôi cảm thấy phấn khích khó tả. Bởi vậy, tôi rất thích massage vùng vai cho bạn trai của mình." Thứ ba, bờ mông săn chắc. Cũng giống như nam giới, phụ nữ cũng thích ngắm nhìn mông đàn ông. Một số phụ nữ yêu thích dáng mông hình nửa vầng trăng. Một số khác thích cặp mông tròn trịa nhưng phải săn chắc và gọn gàng. Thứ tư, cánh tay cơ bắp. Cũng như thân hình chữ V, bờ vai rộng, bộ ngực nở, cánh tay cơ bắp cho thấy sự mạnh mẽ và khả năng bảo vệ, che chở của nam giới. Và đây cũng là bộ phận của đàn ông mà phụ nữ thích ngắm. Nam giới sở hữu bắp tay to, rắn chắc là một lợi thế để thu hút phái đẹp. Vì thế, nếu sở hữu một bắp tay săn chắc đáng mơ ước thì bạn đừng ngại ngần khoe chúng với phái đẹp nhé. Hãy tận dụng lợi thế này bằng cách mặc những chiếc áo cộc tay để khéo léo khoe điểm hấp dẫn này của mình. Thứ năm, bộ ngực nở nang. Tất cả đàn ông đều ngắm nhìn ngực phụ nữ, bất kể là hàng thật hay hàng giả, miễn là trông nó to tròn, căng mọng, hấp dẫn. Phụ nữ cũng như vậy, họ thích ngắm nhìn ngực đàn ông. Tuy nhiên, họ nhìn một cách kín đáo và ý nhị hơn nhiều. Rất nhiều phụ nữ hay suy nghĩ tưởng tượng khuôn ngực rắn chắc của đàn ông đằng sau những chiếc áo sơ mi, áo len bên ngoài. Sự thật này thật không công bằng. Với phụ nữ, họ phải sử dụng đủ thứ từ áo lót nâng ngực, miếng đệm, miếng lót hay là phẫu thuật nâng ngực nọ kia để làm cho vòng một trở nên hấp dẫn hơn. Còn cánh mày râu, cách duy nhất họ có thể làm cho ngực mình hấp dẫn hơn là đi đến phòng tập thể hình. Thứ sáu, đôi mắt biết nói.
đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Chính vì vậy, để tăng sự gắn kết và gần gũi với nàng, anh em phải sử dụng đến mắt khá nhiều. Một chàng trai có đôi mắt đẹp, quyến rũ, biết nói sẽ tạo thiện cảm cho phái nữ và tăng mức độ hấp dẫn của bạn. Tuy vậy, cũng như khuôn mặt, anh em có thể không có một đôi mắt đẹp, nhưng sẽ có người bị thu hút bởi đôi mắt đó. Do đó, điều quan trọng vẫn là chăm sóc tốt cho đôi mắt, đừng để mắt bị thâm quầng, mệt mỏi và đặc biệt là có rử nhé. Con đường ngắn nhất đi đến trái tim của người đàn ông chính là đi qua dạ dày. Câu nói này chẳng sai chút nào. Với mọi đàn ông, một bữa ăn ngon biểu thị cho sự duyên dáng, biểu thị cho sự chu toàn và vẻ đẹp nơi góc bếp của một người phụ nữ. Và đó cũng là một trong ba điểm hấp dẫn chết người của phụ nữ. Chẳng cần làm gì quá nhiều, phụ nữ chỉ cần giỏi ba việc này, chắc chắn là chồng bạn sẽ tự nguyện si mê bạn cả đời. Vậy đó là ba bí quyết gì nhỉ? Các cô nàng hãy cùng nhau bỏ túi ngay những bí quyết này thôi nhé. Phụ nữ chỉ cần biết chiều chồng ba điều này, chắc chắn 100% anh nào cũng mê mệt ngày đêm. Ngoài việc phải biết chiều chuộng bản thân, thì phụ nữ cần biết chiều các anh chồng của mình nữa nhé. Không cần quá nhiều, chỉ cần làm được một trong ba điều này, chắc chắn là anh nào cũng chết mê chết mệt. Sự yêu thương và nhường nhịn nhau chính là sợi dây gắn kết của hai vợ chồng mà bất cứ gia đình nào cũng cần phải có. Là phụ nữ, muốn có một cuộc hôn nhân viên mãn, một người chồng biết lắng nghe, chia sẻ với mình, thì bạn cũng nên biết chiều anh ấy một chút nhé. Những việc phụ nữ làm sẽ khiến cho các anh chồng chết mê. Thứ nhất, chiều chồng bằng những món ăn ngon. Con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là qua dạ dày. Câu nói chẳng sai chút nào. Với mọi đàn ông, một bữa ăn ngon biểu thị sự duyên dáng, biểu thị sự chu toàn và vẻ đẹp nơi góc bếp của bạn. Dù bận rộn, thỉnh thoảng hãy đón chàng bằng những bữa ăn ngon. Chàng dù đi đâu cũng luôn nhớ về bạn. Một bữa ăn không cần phải quá cầu kỳ đầy sơn hào hải vị, mà chỉ cần nấu cho anh ấy một món ăn bình thường mà anh ấy thích là được. Một bất ngờ cho buổi tối khi đi làm về, được vợ mình nấu cho một món ăn ngon, thì chắc chắn không có người đàn ông nào mà không siêu lòng. Thứ hai, biết trau chuốt vẻ bề ngoài. Sau khi kết hôn, phụ nữ vì nhiều việc, nhiều mối lo, khiến đa phần phụ nữ bỏ bê bản thân, không thể cân bằng được công việc và gia đình. Đó là nguyên nhân gây nhiều xung đột, lục đục. Người đàn ông của bạn không vì thế mà cảm thông. Anh ấy yêu cái đẹp, đó là điều không phải bàn cãi. Nếu không chăm sóc ngoại hình, bạn thật thiệt thòi. Là phụ nữ, hãy chăm chút bản thân mình. Bạn không cần quá lộng lẫy, nhưng phải sạch sẽ và thơm tho. Phải khỏe mạnh và yêu bản thân. Đó chính là chất xúc tác khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn. Thứ ba, hãy chủ động chiều anh ấy trên giường. Đây chính là đòn chí mạng. Cho dù anh ấy cứng đến mấy thì cũng trở nên mềm nhũn, ngoan ngoãn nghe lời bạn ngay. Hãy chủ động và mạnh dạn bày tỏ niềm khát khao với chàng. Hãy cho chàng thấy bạn hiểu bản thân và bạn cần chàng. Thỉnh thoảng chiều chàng bằng cách thay đổi không gian yêu, thay đổi tư thế yêu và nói nhiều hơn những lời đường mật để tán dương đối phương. Chàng sẽ vì thế mà nồng nhiệt với bạn hơn. Chỉ cần bạn có ba điều này thì các anh chồng chẳng ai muốn tìm cảm giác mới, vì chưa chắc rằng bên ngoài đã thú vị được như vợ mình ở nhà. Đến giờ tan tầm là anh ấy sẽ chạy ngay về với vợ để xem hôm nay nàng sẽ cho mình đón nhận bất ngờ gì. Phụ nữ hãy nhớ, ngoài việc chiều chồng, cũng phải biết nuông chiều bản thân, để lúc nào cuộc hôn nhân của bạn cũng như vợ chồng son nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.